Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Bitboss đến từ sàn Yobit nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở con bot trên Telegram ra giúp mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn vào nút Start để chat với bot. Thì theo dự án bên này thì dự án này chúng ta sẽ nhận được là 50 token BTV từ dự án Bitboss, tương đương là 17 đô. Thì hiện tại con BTV này đã list trên Yobit nha các bạn. Thì trên sàn Yobit thì mình vừa mới kiểm tra xong thì nó đang chạy với cặp là ETH. Thì 50 BTV này tương đương là khoảng là gần 14 đô nha các bạn, với giá trị thực tế hiện tại của nó luôn ấy. Thì sau khi các bạn ấn vào nút Start xong thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn ấn vào nút Join IROP, Join Telegram. Chúng ta tiến hành join vào trang của dự án Bitboss. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục follow Twitter. Chúng ta ấn vào follow Twitter. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta cần đăng ký một tài khoản trên sàn Yobit nha các bạn. Các bạn ấn vào nút sign up Yobit exchange. Bạn nào đã có tài khoản rồi thì thôi. Còn bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn tiến hành đăng ký giúp mình nha. Thì sau khi các bạn ấn vào xong thì các bạn ấn sẽ thấy luôn là giao diện như thế này. Các bạn ấn vào nút register này giúp mình nha. Thì thông báo luôn cho với các bạn là hiện tại thì ngoài ra cái dự án này thì cái dự án là trước đây mình có gửi tới các bạn là dự án Freeola, nhận con token Freeola từ sàn Yobit này luôn nhé. Còn bạn nào chưa làm cái dự án này thì các bạn có thể làm nha. Đây, dự án này hiện tại vẫn còn đang hoạt động nha các bạn, vẫn còn đang chạy nha. Bạn nào chưa làm thì các bạn có thể làm theo mình nha. Con này sẽ list sàn Yobit nha các bạn. Thì dự án là ở K2557. Các bạn có thể tìm lại cái dự án này nhé. Nhận cái dự án này sẽ nhận được là 1.700 token. Thì mình có video hướng dẫn trên bài viết trên Telegram này, mình có video hướng dẫn này. Thì các bạn xem video và các bạn làm nhé. Còn bạn nào đã làm rồi thì thôi nhé. Bạn nào chưa làm thì các bạn làm luôn cái dự án này nhé các bạn. Ở số dự án K257 nha các bạn. Thì quay lại với dự án Bitboss nhận token BBT thì trên sàn Yobit thì các bạn ấn vào nút register and get 1.700 free đô la này. Sau đó các bạn tiến hành đăng ký một tài khoản giúp mình nhé. Login. Đây là email, đây là username nha các bạn. Các bạn điền tạo một cái username cho mình nhé. Sau đó các bạn điền lại email. Thì sàn Yobit này mình đã có tài khoản rồi cho nên mình không đăng ký lại nữa nhé. Tiếp theo thì các bạn tạo một cái password. Sau đó các bạn nhập lại password giúp mình nhé. Sau đó các bạn vào nút đồng ý với điều khoản của sàn Yobit. Tiếp tục chúng ta xác thực vào nút I'm not robot. Chúng ta xác thực mã captcha. Thì sau khi xác thực mã captcha xong thì các bạn vào nút Red Singer. Thì sau khi các bạn ấn vào nút Red Singer xong thì sẽ có một cái link config gửi về Gmail cho các bạn. Các bạn vào bên trong Gmail lấy link config nhé. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn đăng nhập giúp mình nhé. Các bạn vào login, chúng ta tiến hành đăng nhập. Các bạn lưu ý nhé, mỗi lần các bạn đăng nhập mà nó hiện ra cái code gì như thế này nè, thì nó sẽ gửi một cái link. Sau khi các bạn đăng nhập thì nó sẽ gửi một cái link cái code gì về Gmail cho các bạn. Các bạn vào bên trong Gmail, các bạn copy cái đoạn code gì đó lại nhé. Thì bên trong Gmail thì các bạn ấn vào nút ấn vào cái link đây nè. Chúng ta xác nhận IP nè. Các bạn ấn vào cái link màu xanh này nè giúp mình nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào link màu xanh thì nó sẽ nhảy tới sàn Yobit Test. Hiện tại thì mình sẽ đăng nhập lại nhé. Cái link này bị lỗi rồi.
nó không hiện coi gì cho mình. Đợi mình tới nhé, mình quay lại mình đăng nhập lại nhé. Đăng nhập thì sẽ có một cái link gửi về coi gì. Sàn nhũ bích này mỗi lần đăng nhập phải nhập coi gì như vậy là khó lắm các bạn, mệt lắm. Đây này, nó gửi về như vậy, như thế này. Sau đó các bạn ấn vào cái link này, cái link màu xanh này, thì nó nhảy tới một cái sàn vô bích test, nó sẽ có một cái đoạn coi gì. Tờ AB New Seed for Login Coronavirus. Mệt rồi nha. Con phim chết TB là sao nhỉ? Cái sàn quý này bực mình rồi nha. Bực ghê lắm luôn các bạn. Gửi con gì thì nó không chịu gửi. Nhập rồi thì kêu say bi. Gửi 3 cái mail rồi mà chưa được chưa nhận được cái AB. Chưa nhận được cái coi gì. Thì đăng nhập như vậy nhé các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn đăng nhập vào giúp mình. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn quay trở lại với con bot giúp mình nhé. Ở trên bot thì các bạn các bạn ấn vào nút submit info này. Sau khi các bạn đăng ký sàn vô bit xong thì các bạn ấn vào nút submit info. Sau đó nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn quay trở lại phần cài đặt setting. Các bạn copy lại cái username Telegram của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta điền lại username Twitter. Username Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Các bạn chọn avatar. Trên tờ Twitter thì các bạn chọn avatar. Sau đó các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái email mà bạn vừa đăng ký trên sàn Yobit. Thì các bạn điền lại cái email các bạn vừa đăng ký trên sàn Yobit nhé.
Như vậy là mình đã thành hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Thì nó kêu là disposition, có nghĩa là phân phối, token sẽ phân phối vào ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 nha các bạn. Và nó sẽ phân phối trực tiếp về quỹ trên sàn Jobit cho các bạn luôn. Và đây là link red của các bạn có thể lấy link red đi tuyển thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Một lượt refer là các bạn sẽ nhận được thêm là 10 token BTV. Các bạn có thể ấn vào check phần balance để kiểm tra số token mà chúng ta kiếm được. Như vậy là ở trong phần balance này các bạn sẽ thấy luôn là 50 token BTV nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 50 token BTV từ dự án Bitvolt đến từ sàn Jobit đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.